Apple cho biết, xe hơi tự lái cũng có những hạn chế tương tự con người khi di chuyển vào ban đêm. Nguyên nhân chủ yếu bởi tầm hoạt động hiệu quả của đèn pha xe hơi thường chỉ dừng ở mức 60 mét. Luật giao thông chỉ giới hạn độ sáng của đèn pha áp dụng đối với ánh sáng thấy được. Do đó họ có thể tăng cường cường độ của ánh sáng hồng ngoại lên bao nhiêu tùy ý. Một cảm biến cận hồng ngoại với đèn cận hồng ngoại có thể được thiết lập để chụp được thông tin ảnh độ phân giải cao, về các vật thể trên hoặc gần đường đi của phương tiện, từ một khoảng cách dài hơn đáng kể khoảng 200m tính từ phương tiện. Bên cạnh đó, nó còn tạo điều kiện cho hệ thống phát hiện va chạm sớm, phân loại vật thể khi xe chạy và cải thiện tốc độ an toàn tối đa. Đèn sẽ chiếu ánh sáng cận hồng ngoại với trường nhìn tương đối hẹp theo hình nón góc 30 độ. Theo bằng sáng chế, ánh sáng thấy được là loại ánh sáng có độ phân giải cao nhất. Ánh sáng cận hồng ngoại có phạm vi lớn nhất và ánh sáng hồng ngoại bước sóng dài có trường nhìn rộng nhất. Khi cả ba ánh sáng cùng kết hợp lại, chiếc xe ô tô sẽ có khả năng biết được những gì ở đằng trước và xung quanh nó vào ban đêm tốt nhất có thể. Đến nay, dự án xe hơi của Apple vẫn là một ẩn số. Apple được cho là đã đàm phán với các nhà sản xuất ô tô nổi tiếng, trong đó có thể nhắc đến cái tên rất đáng chú ý là Hyundai cũng như công ty con kia của họ. Hầu hết các nhà phân tích và ly cơ nổi tiếng đều cho rằng Apple Car chỉ được trình làng sớm nhất là vào năm 2025. Apple Car có thể được phát triển dựa trên nền tảng xe điện EGMP của Hyundai. Điều này gián tiếp xác nhận Apple đang có kế hoạch phát hành một chiếc xe thực tế, chứ không phải là nền tảng lái xe tự động có thể được cấp phép cho các nhà sản xuất ô tô hiện tại. Nhờ những tin đồn về mối quan hệ hợp tác có thể có với Hyundai, chúng ta đã biết khá nhiều thông tin về sức mạnh, tốc độ, phạm vi hoạt động của Apple Car. Theo Hyundai, nền tảng EGMP của họ có khả năng tăng tốc từ 100 km h trong vòng chưa đầy 3.5 giây và tốc độ tối đa là 260 km h EGMP có thể được sử dụng làm cơ sở cho bất kỳ hình dạng xe hơi dễ nhận biết nào nhờ thiết kế mô đun của nó. Vì vậy, Apple Car có thể là một chiếc sedan hoặc một chiếc SUV.